Chợt bạc stereo là một hãng âm thanh nổi tiếng của ấy, với những đôi loa đẳng cấp và cái giá của stereo nó cũng ở cái tầm dễ chơi. Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một đôi loa high-end, model của nó là Syntax 100, một model thiết kế rất là gọn. Và đây là đối thủ của những dòng loa như là Baowilkie 602S3 hoặc là những đôi loa như là Elac model 203, mà giá cặp này rẻ hơn rất là nhiều, giá này chỉ 6 triệu rưỡi thôi. Cặp stereo này tất nhiên thì mình bán giá rẻ thì do là mặt tiền của nó có hơi bị ổ một chút xíu, mấy cái chỗ cái lưới này với cái chỗ trét này này hơi dính dính ố chút, cũng không ảnh hưởng gì, nhìn vẫn còn rất là đẹp, nhưng mà mình bán cái giá thì có sao nói vậy. Thùng của nó là gỗ lạng, nó hơi bóng bóng một chút, rất là đẹp. Stereo Syntax 100 thì nó có hai đời, Syntax 100 Tower nữa. Thì Syntax 100 Tower thì nó là loa cây, còn nó có bass bên trong, còn loa này thì nó chỉ có hai đường tiếng, một loa bass 13.5, một loa Tret. Thì cái loa này nó cao là, để mình coi coi, mình đo đi, mình lấy cái thước mình đo nha. Đây mình đo luôn cái bát cho các bạn xem. Đây, tính đây thì nó hơn 13 một chút, 13.5, còn tính đây thì nó là 15 lận. Đây mình cứ cho là đoạn nhỏ nhất của nó là 13.5. Chiều ngang của, chiều cao của nó là 32, chiều ngang của nó là 18.3, chiều sâu là 25 nha. Gân này là gân cao su, các bạn thấy nó có bốn cái chân không, tại vì cái lỗ thông hơi của nó ấp xuống nó thoát hơi xuống, mặc dù nó chỉ một lò bát thôi nhưng mà đánh hơi thoát xuống, chúng ta nghe giống như là có cái lò bát âm bên trong, nhưng mà không phải, nó chỉ là một bát một trép thôi, mà lỗ thông hơi nó quay xuống dưới, nghe bát rất là uy lực. Cặp loa được lắp ráp hoàn toàn tại Italy, made in Italy nha. Stereo model Syntax 100. Đây, các bạn nào mà đã từng chơi qua cái dòng Syntax này thì bạn biết tiếng rất là hay, phải nói là hay hơn so với tầm tiền. Cặp này bình thường thị trường nó bán khoảng 8 triệu rưỡi nha, nhưng mà mình bán thì nó hơi có một vài vé gọi là ố mấy chỗ loa trép này, chỗ bên này nó cũng ố một xíu dưới này này, 6 triệu rưỡi thôi. Đây là cái lưới của nó, cái lưới của nó đủ là để che lại cái phần trép và loa bát thôi, chứ nó không che hết chữ stereo, nó vẫn còn ở dưới đây. Rồi các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình. Bây giờ mình sẽ test nhạc đôi loa này, chỉ 6 triệu rưỡi thôi. Đừng quên là mua USB test nhạc chất lượng cao thì hãy tìm đến Nguyên Hùng Audio nhé. Bên mình có cung cấp tất cả các dòng nhạc chất lượng cao. Nếu các bạn mua USB thì chúng ta sẽ được khoảng 2.000 bài hát, tương đương khoảng 200 cuốn đĩa trong này. Còn ổ cứng thì được khoảng là 15.000 bài hát, tương đương với khoảng 1.500 cuốn đĩa. Tất cả đều là nhạc chất lượng cao. Ổ cứng thì nó sẽ có thêm nhạc DSD, nhạc Hi-Res nữa nha. Chiều hôm nào tôi với anh đi dạo phố, hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân, cười tươi như cô gái thơ ngây vui tình xuân, chúng mình thân quá thân. Phòng cha nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly,
buồn không nên lén qua tâm tư đê mê, mình thức đêm thật ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh chốn nào. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui, và hàng cây me chốn lá khô trên vai tôi càng nhớ và